Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là DNF Hồng Vương hay còn có tên gọi khác là DNF Mobile nha các bạn. Đây đấy là một cái tựa game nhập vai hành động chặt chém vô cùng đã tay, với giao diện và màn hình ngang đã hút được nhiều sự chú ý trong cộng đồng các bạn game thủ thời gian gần đây. Thì đây là một cái thể loại game thời gian qua đã vốn rất là ít xuất hiện cho thị trường nội địa. Và cái tên gần đây nhất có lẽ là Phantom Lay The Sultaner. Thì lý do có lẽ vì đây là một cái thể loại game đòi hỏi kỹ năng khá là cao và PK liên tục nên sẽ kén ngon người chơi nhé bạn, nên là khó là thu hút. Nhưng mà ngược lại thì đây cũng là một cái cơ hội để DNF Hồng Vương tạo nên một cái dấu ấn riêng giữa vô vàng những cái thể loại phổ biến hiện nay như là thể tướng nè các bạn, như AOC hay là SMT nhé bạn. Thì đồ họa 2D của cái trò chơi này được thiết kế khá tốt nhưng mà cũng chưa được sức để gây sức mạnh ấn tượng đối với các bạn game thủ. Thì phần bối cảnh ở trong game thì được thể hiện thì cũng khá là sơ sài các bạn và chưa có nhiều cái sự đổi mới. Qua từng trận đấu khiến cho trò chơi bị một màu khá là nhàm chán nha các bạn. Thì tạo hình của cái nhân vật tuy là sắc nét nhưng mà chuyển động lại khá là khô cứng, gặp khuôn ảnh hưởng đến trải nghiệm nhập qua trong game. Thì nhất là lúc mà tất cả các bạn chiến đấu sẽ không mượt qua điểm chỉ nha các bạn. Thì hiệu ứng chiến đấu còn khá là đơn giản, không ảnh nhãn như trong khi đợi siêu đợi khi mà game cho phép nhân vật trang bị 12 siêu cùng lúc tạo nên nhiều cái combo đẹp mắt. Thì dù là một cái tựa game nhập vai chiến đấu như cảnh một thể loại đòi hỏi kỹ năng khá là cao á các bạn. Thì nhưng mà gameplay của game DNF Mobile hay là DNF Hồng Vương lại khá là dễ chơi. Và hệ thống nhiệm vụ trong game chủ yếu xoay quanh qua việc nói chuyện và vượt qua các hầm ngục hoặc là trò chuyện với một NPC nào đó. Và tất nhiên thì hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được các kinh nghiệm và tài nguyên để nâng cấp sức mạnh. Thì cả trong game cũng rất là dễ bởi lũ quái tỏ ra khá là đần độn, kể cả là con boss thì chúng cũng gây khó khăn cho bạn nhiều hơn là mấy. Game thủ có thể bồi thêm những cái sát thương nè các bạn, hoặc là trong lúc quái bị hất tung hay là ngã gục xuống đất thì các bạn cũng có thể hạ gục nhanh chóng và tiêu diệt gọn nếu combo được một cách hợp lý. Thì các cuộc chiến đấu không quá cộng lớn và chia thành những cửa ải nhỏ khá là giống với Phantom Lay The Sultaner nha các bạn. Bạn có thể lựa chọn đi theo câu chuyện hoặc là các bạn cũng có thể là tự do đi khám phá thêm các khu vực phụ. Thì một điểm cộng của tựa game này là ngoài khu vực chiến đấu sẽ có thêm cạm bẫy như là bom nè các bạn, hay là cột lửa, cây ăn thịt người, vân vân, để gia tăng thêm độ khó khiến cho game mà các bạn game thủ phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Thì DNF Hồng Vương hiện tại sẽ mang đến cho tất cả các bạn tổng cộng là 5 lớp nhân vật nha các bạn. Và các bạn có thể lựa chọn thoải mái thì mỗi nhân vật sẽ sở hữu cho mình một bộ kỹ năng riêng có hướng chuyển chức riêng, thì nó bật là game cho phép bạn trang bị tối đa tận 12 siêu lần đó nha các bạn cho nhân vật, và có thể tự do sắp xếp vị trí cũng như là các siêu theo ý muốn của mình sao cho hoàn thiện nhất. Điều này giúp cho nhân vật có thể tạo ra hàng chục combo siêu đã mắt và khiến mọi trận đấu đều trở nên có được sự hưng phấn các bạn. Sau khi chuyển chức thì bạn lại có thêm một bộ siêu mới nữa. Rồi từ đó thì việc phối hợp các chiêu thức với nhau sẽ ra sao thì sẽ cần phải bạn tính toán kỹ. Thì DNF Hồng Vương cũng đảm bảo được tính năng phát triển nhân vật cơ bản như lắp trang bị, cùng hóa trang bị, tăng cấp, tăng kỹ năng, ngoại trang, danh hiệu, nhân dân. Ngoài ra thì lượng trang bị kiếm được thông qua nhiệm vụ là khá nhiều và nếu may mắn thì còn có thể sở hữu cả trang bị phẩm cấp cao. Thì bên cạnh nhiệm vụ theo cốt truyện, để bạn nhiệm vụ của DNF Hồng Vương có thể lập tổ đội cùng bạn bè để săn boss cài phó bản là hoạt động được nhiều người chơi tham gia bởi phần thưởng nhận được khá là lớn. Thì những ai yêu thích BK có ăn nhau vào đấu trường 1v1 hoặc là 3v3 kịch tính để thể hiện trình độ của mình. Thì ngoài ra thì bạn cũng có thể tham gia quân đoàn để gắn kết với thêm tình huynh đệ để cùng nhau thi đấu như là đấu trường chiến, quân đoàn chiến để mang về một cái cơ hội cao hơn. Nhược điểm nhỏ vẫn còn tồn tại ở cái tựa game này nè các bạn.
là bị khá nhiều người chơi hàng ngàn, là thể lực nhân vật thì cũng khá là ít. Thì các bạn chỉ cần cài cú một xíu thôi là hết thể lực các bạn. Thì tóm lại thì DNF World là một cái trò chơi sẽ thành công trong tương lai. Thì tới vậy thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Hy vọng thì nhà phát hành cũng như nhà sản xuất sẽ phối hợp cùng nhau để cho đội game này có thể tốt thêm và cải thiện nhiều hơn. Ok, hiện nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các cái code thì cho tôi khổ nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhận code như nào cho biết. Để nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code thì các bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào đổi mã với code và tiến hành nhập code. Thì code nhất như sau: DNFOB. Đây code nhất nha bạn, DNFOB. Thì mình sẽ ngồi hình làm chút cho tất cả các bạn xem code. Đó thì các bạn nhấn vào xác nhận để nhận vàng. Để thành công vui lòng kiểm tra hư đã nhận thành công. Đó thì bạn nhấn vào hư để nhận vàng như vậy. Thì các bạn nhấn vào. Các bạn đợi chút cho gửi thư. Thì cái này thường được các ngoài sau: phiếu điểm phá 1488, tiền vàng 18000, hoàng tộc kỵ sĩ đoàn 6 trang 1, và đặc chế tinh lực chuột nhỏ 2 số lượng 1. Thì đó là tất cả các quà của code thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái code thứ hai nha bạn. Code như sau: DNF TT. Đây là code 2, đó là DNF TT nha bạn. Thì mình sẽ ngu hành làm chút cho bạn xem code. Tiếp có là DNF TT. Đó thì các bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì có này sẽ hưởng được các phần quà như sau. Các bạn đợi chút cho chuyển về nha bạn: vé viện cổ phá số lượng 30, hộp tẩy luyện số lượng 5, tú minh tinh thạch số lượng 50, và dược điều chế dược tinh lực nhỏ 2. DNF FAN. Đây là có kế tiếp nha bạn. Thì có là DNFFN là có chữ tiếp, DNF fan là có thứ ba nha bạn. Đó thì bạn nhấn xác nhận để nhận quà. Thì code này sẽ hưởng được các phần quà như sau. Thứ nhất là phiếu điểm phá lượng 168, tinh lực dược chung số lượng 3, tiền vàng phá số lượng 9.000, hộp tẩy luyện số lượng 5. Thì đây là tất cả các phần quà của code thứ ba. Bây giờ chúng ta cùng đến có thứ tư. Có sau: DNS 2KM. Đây là code thứ tư nha bạn, như có là DNS 2KM. Thì mình sẽ ngồi hành lại chút cho tất cả bạn xem code. Đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì code này sẽ nhận thưởng được các phần quà như sau: số điểm phá thường 368, 15.000 tiền vàng phá, tinh lực dược chung số lượng 2, cuối cùng là tú minh tinh thạch số lượng 50. Thì đó là tất cả các ông bà của code thứ tư. Ok, thì tổng cộng có 4 code. Khi nào có em code mới mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Đây là 4 code nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên lấy ông này bạn thứ hai và chia sẻ cho mình cũng biết nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.